Báo động tại Bahrain sau đám tang một thanh niên bị bắn chết, tin từ Amman. Người Bahrain đã biểu tình, đã ném bom xăng và đá vào cảnh sát chống bạo động trong lúc cảnh sát muốn giải tán họ sau đám tang của một người bị chết trong một vụ xô xát với cảnh sát. Hàng trăm người đã tập trung đưa đám tang anh Ali Hassan Nama, 17 tuổi, đã chết vì vết thương trong vụ xô xát với cảnh sát cách đây 4 ngày. Cảnh sát và người biểu tình xô xát nhau gần như hàng ngày tại Bahrain sau cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập. Người Shai chiếm đa số ở Bahrain đã xuống đường đòi hỏi được có nhiều đại biểu hơn trong quốc hội, giảm bớt quyền hành gia đình nhà vua Al-Khalifa và người Sunni đang cai trị Bahrain. Người Shai cho rằng họ bị chế độ kỳ thị trong hệ thống bầu cử, công việc trong chính quyền, nhà ở, giáo dục. Một bản phúc trình của chuyên viên quốc tế trong tháng 11 năm ngoái đã tố cáo chính phủ Bahrain đã đàn áp người biểu tình có hệ thống, tra tấn, hành hạ những người bị bắt. Chính phủ Bahrain nói rằng người Shai trong nước đã đứng lên vì sự xúi dục của Iran.